phẩm Honda Vario 125 là từ khóa đang hot nhất tại thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024 nha mọi người. Dòng này là dòng tay ga nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Indo. Và cái thứ hai là động cơ của nó là 125 này, rất chỉ là dễ chạy và bền. Một cái đặc điểm tốt hơn nữa đó là em xe này là cực kỳ nhiều màu sắc luôn. Anh chị có thể tham quan sơ qua nha. Đây là một phần bên cửa hàng của em Trôm thôi. Đấy, khóa thường có, khóa thông minh có, đầy đủ màu sắc cho anh chị lựa chọn. Nếu mà mình xem phong thủy thì không có màu nào là ở đây không có cho anh chị lựa chọn nha. Từng tông màu cho tới xanh ngọc này, hoặc là màu highlight, trắng hồng này cũng đều có sẵn luôn nha. Và giá hiện tại với mức giá chỉ từ 36 triệu 900 nghìn đồng thôi. Vario 125 giá chỉ từ 36 triệu 900 nghìn đồng. Các bạn thấy có rẻ không? Trông thấy là rẻ hơn những cái dòng xe tay ga khác. Ví dụ như là S-Hanmore này. S-Hanmore là một dòng xe tay ga cũng với mức phân khối tầm trung thôi, 125. Hoặc là Vision thì không so được, tại vì Vision chỉ có 110 thôi. Nhưng mà giá của nhiều phiên bản Vision nó lại cao hơn cả Vario nha mọi người. Nên là mọi người có thể tham khảo qua dòng này. Dòng này thì hiện tại bên cửa hàng hỗ trợ trả góp, chỉ cần đưa trước 2 triệu đồng thôi nha. 2 triệu đồng có ngay một em Honda Vario tay ga cực kỳ xịn sò và cực kỳ cá tính luôn. Và dòng 160 thì cửa hàng cũng có bán này. Chẳng qua là nó ở tít trên kia, nó chật trội quá nên em Trông không thể dắt qua cho mọi người xem được. Và nếu như mọi người muốn quan tâm tới dòng xe Honda Vario 160, giá hiện tại bên cửa hàng đang bán cho mọi người với mức giá chỉ từ 39 triệu đồng thôi nha. Cực kỳ rẻ luôn. Rẻ hơn 150 khá chứ là nhiều. Thậm chí là tới phân nửa của 150 thôi. 150 hiện tại là hiếm hàng. Cửa hàng còn một xe duy nhất và giá hiện tại 70 triệu cơ mọi người ạ. 70 triệu chưa có biển số nha. Nếu anh chị mà thích cái mẫu đấy thì liên hệ ngay cho em Trông qua số 0325 333 789 này. Có hỗ trợ ship xe luôn nha mọi người. Thu xe cũ đổi xe mới và có bán trả góp luôn nha. Khi mà mọi người mua góp thì mọi người tới cửa hàng của em Trôm, em Trôm sẽ lên hồ sơ cho mọi người. Đấy, còn màu sắc thì bên cửa hàng đủ cả nha. Đấy, mọi người có thể tham quan sơ qua này. Màu đỏ candy này, đấy là đỏ bóng này, bên cạnh là đỏ nhám này. Tiếp tới là xám đen. Đằng trong kia có màu bản kỷ niệm 50 năm của nhà Honda luôn nha. Đấy. Rồi bạn nào nữ tính thì thích màu hồng. Hồng nó sẽ có nhiều tông nhá. Hồng nhạt, hồng đậm, xám tím. Rồi màu lông chuột luôn nha. Đấy, ở đây có một phiên bản màu lông chuột này. Đấy, giống như màu phiên bản cũ của đời 2022 mọi người. Bên này em Trông còn một chiếc 2022 màu trắng đen, mâm vàng đồng, có chế độ 3 giấy tắt máy. Giá cho em này hiện tại là 43 triệu đồng. Tại sao Vario 125 2022 lại đắt hơn 2023? Tại vì mẫu 2022 là nó bỏ mẫu rồi, không sản xuất nữa nhá. Còn 2023 thì đang sản xuất. Nên là giá của cái mẫu mà hiếm hàng thì bao giờ nó cũng cao hơn cái mẫu mà đang sản xuất đại trà. Rồi, nếu như mọi người cái sở thích của mọi người hoặc là điều kiện kinh tế của mọi người như thế nào, muốn mua xe, dòng xe như thế nào thì cứ alo trực tiếp cho em. Em sẽ hỗ trợ tư vấn mọi người chi tiết hơn nha. Qua số 0325 333 789, hoặc tới địa chỉ cửa hàng nằm trên quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mua xe liên hệ ngay cho em để được giá tốt nhất, kèm theo quà tặng khuyến mãi bên cửa hàng nhé. Hẹn gặp lại.